Kịch bản này được viết bởi một fan Disneyland, có thể chứa từ ngữ không phù hợp với bữa ăn nên khán giả cân nhắc trước khi xem. Ngày xưa tới nỗi con người trên quả đất này chưa được sinh ra. Khi đó vài vị khách đã tới đây chơi bắn súng khủng long. Liệu có phải đó là lý do khiến chúng tuyệt chủng không? Hãy tua tới cuối video để biết, hoặc là nghe tôi kể tiếp. Cách trái đất xa tít, tại hành tinh Somarit, trên một bờ biển đầy nắng và gió, có một cô bé đang tập đánh rắm bằng mồm. Đây là Nevin. Cô bé mắc một căn bệnh cực kỳ khó điều trị. Các tế bào bị phá hủy khiến cơ thể Nevin ngày càng tiêu tụy. Cơ bản thì nó là sida. Do vậy mà bố của cô là Mew sắp phải đi xa. Ông đã đồng ý tham gia một nhiệm vụ thám hiểm trong 2 năm để có tiền chữa bệnh cho cô. Sau khi được ông Bo dạy cho kỹ năng signature của gia đình, Nevin nói lời tạm biệt với cha mình. Một khoảng thời gian sau, thẳng từ hệ mặt trời trông ra là con tàu thám hiểm do X-3703. Nó tiến vào vùng thiên thạch hoạt động bất thường khi các hành khách đều đang ngủ đông. Hệ thống bỗng yêu cầu Mew điều khiển thủ công. Tình trạng này là không thường thấy. Mew rời khỏi phòng, tiến tới buồng lái. Anh điều khiển con tàu thoát khỏi vùng thiên thạch. Tuy nhiên, động cơ đã dính trưởng và có dấu hiệu hỏng hóc. Gửi tín hiệu khẩn cấp, Mew gạt cần số, cố cho con tàu hạ cánh xuống một hành tinh gần đó. Trước khi tàu rời thì nó gãy làm đôi. Mew ngỡ quả này chết chắc khi nhìn hình ảnh của con gái lướt qua trước mắt. Tỉnh dậy trong sự choáng váng, Mew thấy bụng mình có quả khuyên thận sáng loáng. Anh rời khỏi ghế, đi tới chỗ kho vật dụng y tế. Chả thấy lọ dầu gió Trường Sơn đâu. Mew đành xịt lên vết thương thứ gì đó trắng trắng để làm giảm cơn đau. Tóm tắt tình hình, tàu gặp tai nạn tách thành hai đoạn. Tàu thì là của khách, giờ mà trở về Somaris thì cũng khoai ra phết, làm cả đời chắc mới đủ trả nợ. Mặc bộ đồ bảo hộ, tới khoang ngủ đông, Mew đứng ngơ ra vì đã lo xa, toàn bộ hành khách đã chết hết. Mew lấy một khẩu súng, thứ sẽ gánh anh tới cuối chuyến thám hiểm lần này. Bên ngoài là một đầm lầy, lo dò trong đêm tối, Mew không hề biết có thứ gì đó ngụp lặn bên dưới. Anh gặp lại phi hành đoàn của mình, nhưng cũng giống như những hành khách ngủ đông, tất cả đều đã tử vong. Việc anh sống sót quả là điều thần kỳ, hẳn là vậy chứ không thì xong phim. Cần thêm thông tin, Mew quyết định quay lại tàu chỉ để nghe hệ thống xác nhận hành tinh này chưa từng được biết tới. Anh cố kết nối với bộ chỉ huy, báo cáo không khí ở đây có thể hô hấp nhờ hàm lượng oxy cao. 9 tàu thoát hiểm đã hỏng, còn 2 cái chưa rõ rơi đi đâu. Hành khách không ai sống sót, anh chỉ báo cáo chứ không gọi cứu hộ, do cảm thấy bản thân chẳng còn gì hết. Lý do thì đợi tôi gieo 20 cái vật nữa thì biết. Mew cầm súng lên định tự sát, tuy nhiên cuối cùng anh lại không thể bóp cò. Anh truy cập vào kho lưu trữ để xem những video Nevin gửi cho anh trước giờ. Đang chiêu chiêu thì bất ngờ hệ thống phát hiện ra một buồng ngủ đông vẫn hoạt động rơi gần đó. Anh chạy tới kiểm tra, phát hiện bên trong là một cô bé vẫn còn sống. Lôi ra hàng nóng, cửa không hoạt động nên anh phải phá khóa bằng súng. Mew vội vã đưa cô bé vượt qua đầm lầy dù bất tiện, vì tầm này cứ lảng vảng trong rừng thì chúa mới biết thứ gì sẽ xuất hiện. Trong cô bé ngủ tới sáng hôm sau, Mew dùng máy quét cố tìm kiếm vị trí hai con tàu thoát hiểm còn lại nhưng không được. Anh đành phải cầm súng tự đi khám phá, tìm thấy mảnh nước nóng, tìm thấy những bộ xương khổng lồ ngổn ngang đó đây. Cuối cùng cũng tìm được phần còn lại của con tàu cách đó gần 16 cây. Nó nằm bên kia ngọn núi, bên dưới đầy lũ bò sát nhăm nhe. Vừa ngó xuống, Mew liền bị một con khủng long jump scare. Nó cố đớp vào mặt anh, tuy nhiên anh dùng báng súng đánh cho nó nằm bất động, hạ được con khủng long. Tuy nhiên vết thương cũ khiến Mew điếng người. Quay lại thì phát hiện cô bé kia đã tỉnh dậy và theo dõi anh cả tiếng rồi. Mew đuổi theo và tự hỏi sao mình lại skip mấy ngày tập chân nhỉ. Cuối cùng thì hai người ngã xuống chỗ xác của một con khủng long đang phân hủy. Một con khác tiến gần tới, cơ mà đó chỉ là trailer cho chung cuối. Còn hai chú cháu thì đều đã thoát về tàu cả rồi. Mew cố hỏi tên cô bé nhưng không nhận được câu trả lời. Anh mở danh sách hành khách ra, tìm được tên của cô bé là Koa. Giới thiệu cho chán thì Mew mới phát hiện ra Koa không nói ngôn ngữ giống anh. Mew phải tìm cách để cho cô bé hiểu hoàn cảnh hiện tại. Dan là máy phiên dịch đã hỏng. Mew biết fan này lại nhọc. Anh lôi ra bột ớt và kỹ năng thuyết trình từ hồi đại học, giải thích với một cô nhóc 9 tuổi rằng anh sẽ phải đưa cô lên đỉnh. Tại đó có tàu và tàu là cách để về nhà. Cô bé hiểu được chữ nhà, vẽ hình bố mẹ ra. Ok, bố mẹ cháu cũng sẽ được lên đỉnh. Mew nói vậy chỉ để cô A nghe lời, vì ai cũng biết là bố mẹ cô bé đi rồi. Mew báo cáo tình hình và gửi tín hiệu cầu cứu tới bộ chỉ huy. Cùng lúc đó cô A vào được phòng của anh, tìm thấy những video mà con gái Mew gửi. Có vẻ như sau một thời gian anh sủi khỏi quê hương, bệnh tình của Nevin chuyển biến xấu khiến cô bé phải nhập viện. Ban đầu thì khá lạc quan, nhưng mà dần cô bé cũng trở nên tuyệt vọng khi không có bố ở bên. Đang hay thì Mew bước vào tắt máy phát, quát rằng đây không phải đồ chơi, không ai dạy mày là không được tự tiện vào phòng người khác ở cái đồ mục. Thôi. Lên đồ xong, hai người hướng về phía quả núi. Còn nhóc này khá đần đấy, đi bộ đây mà cũng ngã. Dọc đường thì cứ nhặt mấy quả đỏ đỏ ném Mew, nghi là có độc nhưng mà anh này vẫn bỏ vào máy kiểm tra cho chắc cú, bảo cô nhóc đừng có cho vào mồm các thứ. Vài phân đoạn sau thì cũng có một tí vibe bố con. Đồng thời miêu tả thiên nhiên khắc nghiệt khi mà cô A bắt gặp một chú khủng long con mắc kẹt. Dưới đôi mắt của cô nhóc thì mọi sinh vật đều đang sống theo một cách khác nhau. Spoiler tí cô A cho một con khủng long nổ đếch thấy xác đâu. Cô bé chạy ra giúp chú khủng long con, làm Mew cũng phải ra tay. Chú khủng long được cứu ra ngay, thoát được một pha hơi đái, nhưng mà chú khủng long con vẫn bị bầy khủng long khác xơi tái. Cô A hét lên nhưng liền bị Mew bịt mồm.
anh nhắc cô bé làm theo lời mình không thì sẽ mất mạng. Chả biết có hiểu gì không, nhưng mà cô bé đã có cư xử khác trước. Hai người dừng chân tại một thác nước. Với bản năng của một người đã làm bố, Muse bảo Koa muốn uống thì tự lấy nước đằng đó. Koa trở lại và gắn lên đầu Muse một bông hoa, di chuyển được không xa, thiết bị định hướng mất kết nối. Trong lúc Koa tiếp tục mon men gần mấy quả độc như đứa chết đói, Muse phải trèo lên một cái cây khổng lồ để xác định lại được vị trí con tàu. Vài con bọ trèo lên khiến anh mất thăng bằng, ngã trẹo tay. Cứ tưởng thế là đủ tệ rồi, nhưng mà Muse phải chửi là mẹ đời. Vài con khủng long hung tợn xuất hiện và hẳn là chúng không tới đây để rủ hai người cắm lửa trại. Muse để Koa giẫm vào cánh tay của mình nhằm sửa lại khớp xương. Một con định vồ tới đớp luôn, nhưng bị Muse bắn vào mồm. Anh bảo Koa bỏ chạy, còn mình thì ở lại quăng ra mấy quả bom dọn dẹp lũ khủng long, diệt cả đàn mà chỉ xây sát tí. Chạy tới chỗ Koa thì thấy cô bị hai con khác dí. Muse lấy súng cho mỗi con một phát. Koa bị con thứ ba kéo lê trên mặt đất. Muse bắn chỉ thiên khiến nó hoảng sợ mà bỏ đi. Con khủng long thì chưa gây được nhiều damage lắm, nhưng mà đợi mãi mà cô bé vẫn chưa hết sang chấn. Muse bắt đầu đánh giấm bằng mồm. Có vẻ là gia đình của Koa thì cũng có cái trò này. Thế là cô bé bình tâm lại. Muse cõng Koa tới một cái hang, đặt ra vài thiết bị gì đó, chắc là để sưởi ấm và chống thú săn. Koa chỉ lên trời và gọi đó là nhà. Muse chĩa thiết bị lên nhà cho cô bé ngắm thì phát hiện ra những tảng thiên thạch to tướng đang hoạt động một cách bất thường, trông chúng như sắp rơi xuống vậy. Nhưng mà tốt nhất là đi ngủ để mai sớm dậy. Koa rút ra một đĩa video cô bé lấy ở tàu, bật máy chiếu lên cứ tưởng là sẽ có clip của phê phim, tuy nhiên lại chỉ ra hình chiếu ba chiều của Nevin. Điều đó khiến Muse buồn. Sự thật là cô bé đã mất và anh đã không thể có mặt ở đó. Nỗi buồn dễ đưa con người vào giấc ngủ. Tỉnh dậy giữa đêm, Muse nhận ra cái rào chắn mua trên Shopee của mình đã thất thủ. Koa bị một con ký sinh trùng chui vào mồm. Muse lấy thiết bị ra tiêu diệt nó. Những rào chắn xung quanh vẫn không ngừng nháy đỏ cảnh báo nguy hiểm tới gần. Một con khủng long bạo chúa bước tới cửa hang, thò đầu vào đòi donate, nhưng mà thứ duy nhất nó nhận được là những phát đạn. Hai chú cháu tìm cách thoát nạn, chui vào một cái lỗ trong hang, dùng thiết bị để cố tìm đường ra ngoài. Phát hiện nơi có gió thổi nhưng mà không thể nào đào được. Muse gần như bỏ cuộc. Koa nhắc tới gia đình, đòi anh đào tiếp. Nào biết bố mẹ cô bé đã đều chết rồi. Nhưng mà giờ thì Muse mới nhớ tới mấy quả bom hình trái dâu. Một quả bé tí cũng đủ sức công phá làm nổ một phần hang. Để đề phòng thì anh còn đưa cho Koa vài quả và hướng dẫn cô bé cách dùng. Cả hai sau đó chui qua một cái lỗ nhỏ, cái hang bỗng sập xuống chia cắt hai người. Xác nhận Koa thoát được ra rồi, Muse cố tìm lối khác, anh lại bị khủng long tấn công. Muse dùng thiết bị làm con khủng long choáng váng và cho nó cút. Ở bên kia, Koa đã trèo được lên mặt đất, nhặt được một khúc gỗ. Cô bé tẩm độc nó, đút vào túi để đề phòng. Muse cũng đã lên được bên trên, phát hiện ra thiên thạch sắp va chạm với hành tinh này. Anh vội đi tìm Koa để phán khỏi đây. Nghe tiếng Koa hét lớn, Muse vội chạy tới nhưng lại nhảy ngay xuống đống cát lún. Koa bị đuổi bởi một con khủng long con, lừa nó chui vào một thân cây. Koa bịt hai đầu, lấy ra đống bom, một điểm khoản quản lý tài nguyên. Koa không dùng vài viên mà đổ của mẹ nó cả túi vào. Thế là banh xác con khủng long. Tình hình của Muse bên kia có phần lủng hơn, cả cơ thể của anh đã chìm xuống dưới. Koa tới kịp, đu một cành cây xuống để Muse bám lấy, thành công sống sót và ôm lấy Koa. Anh giải thích cho cô bé về đống thiên thạch. Hai người có 12 giờ để thoát khỏi đây trước khi xảy ra va chạm. Sau hành trình vất vả, hai người cuối cùng cũng đã tìm tới được nửa còn lại của con tàu. Điện đóm thì vẫn hoạt động. Trong khi Muse đi xác nhận việc tàu giải cứu đang đến thì Koa cứ làm ồn. Hóa ra là cô bé đã biết anh Sam lồn. Bố mẹ cô không có ở đây, không cần biết ngôn ngữ thì Muse cũng hiểu Koa đang chửi vào mặt mình. Muse lật hình con gái ra, khuôn cô bé là đừng buồn skirt pao pao, người thân chú cũng mất mà có sao đâu. Tổ thể là con bé đếch hiểu cái gì cả. Hai chú cháu ôm nhau, vài tảng thiên thạch nhỏ đã bắt đầu rơi xuống mặt đất. Một viên rơi ngay vào chỗ con tàu thoát hiểm khi hai người chuẩn bị khởi động. Muse bất tỉnh nhân sự, còn quy trình phóng thì thất bại. Tệ hơn là anh Lâm khéo donate đã trở lại. Nhìn thấy khẩu súng bên ngoài, Muse cởi dây an toàn, chạy ra nhặt khẩu súng nhưng mà nó bị hỏng. Sửa thành công nhưng mà bị con khủng long dẫm trúng. Koa nhanh trí bật máy phát, chiếu hình ảnh với cô con gái của Muse khiến con khủng long tấn công vào đó, đủ thời gian để Muse bắn tung sủ nó. Tuy nhiên thì con còn lại tấn công chiếc tàu, chứng minh mình là vua gắn bass. Muse xả hết đạn khiến con khủng long lăn ra. Việc con khủng long tấn công đã khiến chiếc tàu rời đến vị trí mà có thể phóng được. May vờ lờ. Nhưng mà đờ mơ, một con nữa xuất hiện. Khủng long bạo chúa kiểu Decky mà đi săn theo bầy này. Muse bảo cô bé tự phóng đi, còn mình cố câu giờ. Ý tưởng hiện ra trong đầu, Muse dụ nó tới chỗ mảnh nước nóng. Nó ăn một phát nhưng không xi nhê, cứ tưởng đây là một nước đi vào lòng đất. Nhưng cô A chạy tới xiên cho con khủng long một phát vào trong mắt. Nước nóng bắn thêm một phát khiến đầu nó tan chảy. Hai chú cháu nhìn nhau đắm đuối, kịp dìu nhau về tàu thực hiện quy trình phóng trước khi đống thiên thạch to chạm xuống bề mặt. Mãi mới được thảnh thơi, Muse nghĩ về cô con gái cũ trong khi được đứa con gái mới nắm tay an ủi. Và đó là cách mà tôi dùng 64 cặp vần đôi để tóm tắt những gì xảy ra trong bộ phim 65. Chốt cặp vần cuối, hẹn gặp lại các bạn vào lần tới. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.